Một tin rất chi là vui mà hôm nay em muốn đưa gấp tới các bác nhà mình một bộ sản phẩm mà các bác nhà mình không cần phải ra tiệm nữa, chỉ việc ở nhà thôi các bác nhá. Đấy, vào hôm nay toang đơ này, máy sấy này, và nhất là những bộ kéo cắt tóc 6 chấm. Bộ kéo cắt tóc 6 chấm này chắc chắn là bác nào mà đã làm thợ rồi, hoặc các bác nhà mình mà làm salon tóc đấy, thì bác nào cũng biết tới những dòng kéo cao cấp chất lượng này. Thì máy sấy tóc thì hôm nay có những loại nào thì em đã có dòng Parasolic là dòng máy sấy tóc VIP luôn các bác nhá. Loại thường và loại VIP thì em sẽ có đủ cả. Bác nào mà đang quan tâm tới dòng máy sấy với sức gió cực mạnh và nó sẽ có sáp thơm ở bên trong, sử dụng thơm tới mấy năm luôn các bác nhá. Còn về toner thì sao? Đầu tiên là em sẽ gửi tới các bác một bộ toner. Các bác nhà mình lớn tuổi này, muốn cắt tóc cho các em nhỏ này. Đấy thì các bác nhà mình sử dụng ngay bộ toner này. Báo giá đầu video luôn từ các bác các anh là giá của nó chỉ có 150.000 đồng cho một bộ thôi. Em nói luôn nhé, bộ này là 250 đấy. Nhưng mà đến với đơn vị em là em giảm giá là còn 150. Với một cái toner này thì nó sẽ có chế độ này, chế độ chỉnh ở đây. Và các bác nhà mình có thể chế độ chỉnh lông sâu ở đây này. Và với một con toner này nó sẽ đi kèm những gì thì em chia sẻ với các bác nhé. Đầu tiên nó sẽ có một cái dây sạc, có một lọ dầu, tặng theo một cái lược và tặng theo 4 bộ chỉnh. Có nghĩa là các bác nhà mình chỉnh cắt lông, cắt sâu đấy, cắt dài, cắt ngắn đấy các bác ạ. Thì nó sẽ thêm 4 cái chân này được các bác nhé. Về một cái toner này thì em báo luôn từ các bác này, một cái dụng cụ mà các bác nhà mình thường xuyên là phải ra tiệm cắt mỗi lần mà hết độ 30-40 nghìn một lần để cắt tóc, thì các bác hãy sử dụng ngay cho em, rất dễ sử dụng. Đấy, và với con toner này thì các bác nhà mình có thể kết hợp theo những bộ kéo nhé. Bộ kéo này thì em sẽ báo giá để các bác nhà mình nắm bắt rồi. Đầu tiên với một bộ kéo này thì em bán phổ thông thì em bán khá là nhiều luôn. Nó gồm có một cây cắt và một cây tỉa hàng 6 chấm nha các bác nhé. Cái này thì em cũng đã cung cấp tới salon hoặc là em bán buôn rất là nhiều. Và với bộ này em sẽ giảm giá cho các bác anh 50.000. Em đang bán là 250, nhưng riêng ở trên live ngày hôm nay em sẽ tặng các bác là 200 miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn. Gồm một cây kéo tỉa này, đây là một cây tỉa. Đấy, còn đây là một cây cắt này các bác này. Và với những bộ kéo này thì nó là dòng Tân Quy các bác nhé. Một cái dòng kéo cao cấp dành cho các bác nhà mình cắt tóc, tỉa tóc. Và với dòng kéo này thì các bác nhà mình có thể sử dụng cắt tóc nam và cắt tóc nữ đều được. Đấy, và tiếp tới là tới hai dòng kéo cao cấp của hãng SV. Đấy, SV thì sao? SV thì em vừa mới đăng tải ngày hôm qua hôm kia mà em đã chốt được 10 đôi luôn rồi. Với dòng kéo 6 chấm này thì các bác nhìn này, đính đá kim cương luôn. Đấy, dòng cao cấp thì nó sẽ có biểu tượng của nó như vậy nhá. Về con SV thì đây là cây cắt nhá. Cái này thì nói thật cái hàng xịn ấy, các bác cầm các bác biết ngay, nó rất chỉ là khôn tay và nó nhẹ nhàng lắm, nó không có lặng tay đâu. Đấy, và tên ký hiệu của nó sẽ khắc chìm ở trên thân như thế này hết này. Bác nào mà làm salon tóc, làm thợ cắt tóc mà đang cần tới một bộ kéo tốt thì cứ đến với bên em nhá. Đính đá kim cương. Đấy, và đây là cái đính đá biểu tượng của nó thế thôi, nhưng thực sự thì nó không phải là kim cương mà nó là đính đá các bác nhá. Đấy, phải nói chuẩn như vậy để các bác nhà mình khi mà đặt những cái sản phẩm bên em thì các bác cũng biết rõ. Đấy, đây là cây tỉa thì các bác nhé. Báo giá luôn từ các bác này, chắc chắn là các bác đã mua thì phải mua tới 400.000 đồng một bộ này. Nhưng hôm nay đến với em thì em sẽ đưa từ các bác với giá sẽ là 300, giảm ngay 100.000 khi các bác nhà mình mua đôi kéo SV 6 chấm này, đính đá này. Còn một bộ cao cấp nữa thì sao? Đây các bác này, riêng bộ dòng 6 chấm này thì nó lại thể hiện sự khác biệt. Con này là con dân sơn nha các bác nhé. Nó sẽ có những nốt khác ở đây và đây là cây tỉa. Con này thì cầm nó vô cùng là êm tay luôn các bác ạ. Con này cũng đính đá kim cương luôn các bác nhé. Cái biểu tượng này của nó, những cái hàng đính đá này là toàn là hàng cao cấp các bác ạ. Đấy, con dân sơn này thì nó thiết kế rất chi là đẹp, gọn, cầm êm tay. Gồm có một cây cắt và một cây tỉa. Đây là cây cắt này, còn đây là cây tỉa. Các bác nhớ tên sản phẩm cho em nhé. Đôi này thì chắc chắn là các bác phải mua 400 rồi. Bác nào vào những chỗ sang xịn kéo còn mua tới 500 một đôi này cơ. Nhưng đến với em sẽ đưa tới các bác với giá là 300k trên một đôi. Hàng cao cấp nhé, các bác cứ tham khảo đi. Đấy, và với bên đơn vị em thì em sẽ có hàng nghìn những sản phẩm khác nhau. Đôi này là, hai đôi này là 300 và đôi này là 200 các bác nhé. Còn toang đơ là 150, còn cuối cùng là máy sấy tóc thì sao? Máy sấy tóc thì chắc chắn là bác nữ nào cũng phải cần và bác nam nào cũng phải cần trong cái mùa đông tới này. Thì em sẽ đưa tới các bác là dòng VIP của Panasonic. Thì em đang có máy màu đen và máy màu hồng là những cái loại đắt tiền nhất. Đây các bác nhìn, đây là nó sẽ có cái hút gió
lọc hút gió. Ba cái này của nó sẽ có chỉnh tốc nhau. Hôm nay em lại không để dây sạc, sạc ở đây em cắm cho các bác xem. Nó có sẽ có mức độ này. Ví dụ các bác nhà mình để như thế này là tắt này, để mức độ này là trung bình, bật như thế này, bật như thế này là sức gió mạnh này, mạnh nhất này các bác này. Còn đây là phần lóng nhé, chỉnh lóng bình thường, chỉnh mát. Đấy, một con Panasonic thì các bác nhà mình biết rồi, với con máy sấy tóc này lúc nào nó đứng hàng đầu. Bên trong này nó sẽ có một cục xoa thơm, các bác nhà mình sử dụng bao nhiêu năm nó vẫn thơm nhá. Thơm lắm luôn đấy các bác này. Đấy, và với con máy Panasonic này em báo giá luôn, em đưa tới các bác anh với cái giá là 400k trên một con này nhá. Bình thường em sẽ bán 500 đấy các bác ạ. 400 miễn phí ship. Dây của nó đây các bác này. Dây 3 mét luôn nha các bác nhá. Dây của nó cũng chuẩn xịn. Còn tiếp theo là tới mẫu này. Mẫu này thì nó cũng là hàng Panasonic, hàng 6668. Con này thì nó là dòng điện 23.000W. Và với con này thì giá của nó sẽ thấp hơn một chút nhé. Con này giá của nó chỉ có 350 thôi. 350. Một con em miễn phí ship đây. Các bác nhìn này. Những con máy này thì cầm nó rất chỉ là ngon tay, cực kỳ là xịn. Còn với con máy giá thấp nhất thì đây các bác nhé, 168. 168 của Panasonic thì con này còn rẻ thêm được 50.000 nữa. Con này chỉ có 300 thôi. Và với những cái hàng chính hãng này hiện tại em sẽ cung cấp và gửi trên toàn quốc. Bác nào đang có nhu cầu về một bộ đồ cắt tóc, làm tóc, mở salon hoặc mở tiệm cắt tóc thì hãy đến ngay với đơn vị em để lựa chọn được một cái giá thấp nhất của đơn vị em nhé. Và em đã ghim số điện thoại ở trên màn hình video này. Các bác thì mình có thể vào Zalo, kết bạn Zalo hoặc kết bạn Facebook hoặc gọi điện trực tiếp để em tư vấn thật kỹ những cái sản phẩm em đã báo giá từng loại một nhé. Các bác nhà mình hãy chụp ảnh màn hình và gửi qua Zalo và em là tôi chốt bộ này, tôi chốt bộ này, thì em sẽ đưa tới các bác đúng sản phẩm để các bác nhà mình sử dụng luôn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nha. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.